Chiều 3 tháng 4 năm 2018, thông tin từ Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết các bác sĩ ở đây vừa phẫu thuật thành công lấy một khối u hơn 3 kg từ ổ bụng của một người phụ nữ. Người được phẫu thuật là bà Phan Thị Kim Pha, 52 tuổi, ở tỉnh Đắk Nông. Trước đó, vào ngày 29 tháng 3 năm 2018, bà Pha nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, teo cơ, da xanh, đặc biệt bụng phình to. Qua siêu âm, CT scanner, hội chẩn toàn diện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị u nang buồng trứng và được chỉ định phẫu thuật lấy khối u trong bụng. Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy từ trong bụng của bệnh nhân một khối u hơn 3 kg. Đến ngày 3 tháng 4 năm 2018, tình hình sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục khoảng 80% và có thể xuất viện trong 2 ngày tới. Bác sĩ Bùi Khắc Thái, bác sĩ chuyên khoa 1, khoa ngoại tổng quát, người trực tiếp thực hiện ca mổ cho hay, nếu bệnh nhân không kịp mổ sớm, có thể khối u sẽ to lên chèn ép các mạch máu trong người, để lâu quá có nguy cơ bị vỡ trong ổ bụng. Khuyên cáo các phụ nữ nên đi khám và siêu âm định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu của u nang và điều trị kịp thời. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.